Tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt có rào chắn ở thị xã Bỉm Sơn, mặc dù chuông và đèn tín hiệu đã cảnh báo, nhân viên đã đóng chắn, thế nhưng với thói quen, nhiều người tham gia giao thông vẫn thản nhiên điều khiển phương tiện ô tô, xe máy, cố tình vượt qua đường sắt khi tàu sắp đến. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý, đa số đều đưa ra lý do không chú ý và lâu nay vẫn đi như thế. Đi thì đi liên tục nhưng mà nói đúng là cũng anh em không để ý. Lâu nay cũng đi nhưng mà không để ý là cứ thấy đèn đỏ nó nháy nháy thì em cứ nghĩ là bình thường. Nhưng hóa ra là khi mà có tín hiệu đèn thì đấy là đường tàu đang chuẩn bị thông đường tàu. Đèn đỏ mà thấy chắn chưa rào em đi qua. Tại thị xã Bỉm Sơn có điểm đường dân sinh qua phường Bắc Sơn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Do ở đây chỉ có biển thông báo, đường từ quốc lộ 1A xuống có độ dốc cao và bị che khuất tầm nhìn, ngành đường sắt phải cắt cử hai người thay nhau cảnh giới. Trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn thì có một cái lối đi tự mở tại km 135+925. Đường sắt Bắc Nam thì trạm gác ghi Hà Ninh đã phối hợp với phường Bắc Sơn thì có cử người ra đây là tiến hành cảnh báo tạm thời, nhưng mà đây hiện tại cũng là giải pháp tạm thời thôi, cũng đề nghị là các cơ quan chức năng quan tâm nâng cấp đường từ lối đi tự mở này thành đường ngang dân sinh và có lắp đặt hệ thống rào chắn và đèn cảnh báo tự động. Tại điểm giao cắt giữa quốc lộ 1A với đường 27 qua huyện Hà Trung, đây là điểm có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông, trong khi đường hẹp chỉ cần một va chạm hay ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A là điểm này trở nên lộn xộn do người và phương tiện cố vượt qua đường sắt gây mất an toàn khi có tàu đến. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong gần 2 tháng xử lý vi phạm tại các đường ngang có rào chắn ở Bỉm Sơn và Hà Trung, Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 83 trường hợp, tước giấy phép lái xe 74 trường hợp với số tiền phạt gần 80 triệu đồng. Có thể nói, khi mà hệ thống hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập và không đồng bộ thì việc hạn chế tai nạn xảy ra phụ thuộc vào ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định để đảm bảo an toàn cho bản thân.